nha. Rồi, đề tiếp theo nè. Đó là x bình trừ 2m trừ 1 x trừ m trừ 3 bằng bằng 0. Tìm m lớn hơn 1, thỏa mãn cái biểu thức A bằng 2 lần x 1 bình cộng 2 lần x 2 bình trừ 2 lần x 1 x 2 phần x 1 cộng x 2 đạt giá trị nhỏ nhất. Thì để giải quyết bài này các bạn nhớ giúp lợn được chưa? Thứ nhất các bạn phải xác định rằng phương trình này phải có hai nghiệm này, thấy không ạ? X 1 x 2 vậy các bạn viết là đề nè, x bình trừ 2 m trừ 1 x trừ m trừ 3 bằng bằng 0. Xác định A nè, B nè và C. A bằng 1 nè, B bằng trừ 2 m trừ 1 và C bằng trừ m trừ 3. Được chưa? Được chưa? Sau đó các bạn nhớ giúp lợn, nếu bài này tính được delta phẩy các bạn cố gắng tính giúp lợn nha mọi người. Cố gắng tính giúp lợn. Nếu tính được delta phẩy thì các bạn tính delta phẩy giúp lợn. Được chưa? Vậy mình sẽ có B phẩy bằng B chia 2 bằng lấy thằng này chia 2 là trừ m trừ trừ 1. Được chưa? Sau đó các bạn cố gắng các bạn tính delta phẩy bằng B phẩy bình trừ AC bằng B phẩy nè, và nhớ có dấu trừ đóng cái ngoặc giùm. Trừ A nè, C nè, 1 nhân trừ M trừ 3 bằng bình phương mất dấu trừ, vậy là M trừ 1 tất cả bình trừ đổi dấu, trước ngoặc có dấu trừ trong đổi dấu giúp lợn, được chưa? Đổi dấu nè, ra cộng M cộng 3. Rồi, khai triển hằng đẳng thức giúp lợn nè, A bình trừ 2 AB cộng B bình cộng M cộng 3 bằng, sau đó rút gọn nè, đây với đây còn lại là trừ M, đây với đây còn lại là cộng cộng 4. Từ bước này xuống bước này các bạn xem giúp lợn lớn hơn 10 lần để nhớ kỹ năng nha. Nếu các bạn biết từ bước này xuống bước này các bạn rành rồi thì chắc chắn một điều, những cái bài tìm giá trị lớn nhất cũng như là giá trị nhỏ nhất là các bạn chùm luôn, được chưa? Rồi các bạn nhớ vào đây, nhưng vào tập trung vào M nè. Thì đây là A bình nè, là M bình trừ nè, đúng không ạ? 2 lần nhân A nè, nhân cho B. Thì biết B bao nhiêu mà không biết, lấy thằng này chia thằng này là M chia cho 2M, rút rút còn lại 1 phần phần 2. Vậy đây là B nè các bạn. Vậy nhân cho B thì theo hằng đẳng thức thì cộng B, B bình. Được chưa? Còn dư bao nhiêu, lấy thằng này trừ thằng này. Vậy là mình sẽ có gì ạ? 4 4 trừ cho 4 trừ cho 1 phần 2 bình là 4 trừ 1 phần phần 4. Được chưa? Ra 15 phần 15 phần phần 4. Từ đây tới đây là hằng đẳng thức. Đó, A trừ B tất cả bình cộng cho 15 phần phần 4. Và các bạn nhớ một kiến thức, A bình cộng B luôn luôn lớn hơn bằng bằng B. A bình nè, cộng B nè, dạng này luôn luôn lớn hơn bằng 15 phần 4. Lớn hơn 15 phần 4 thì các bạn sẽ lớn hơn hơn 0 với mọi m. Và các bạn kết luận phương trình có hai nghiệm phân biệt với mọi m. Ok chưa? Rồi, tiếp theo nè. Rồi, tiếp theo nha mọi người. Tiếp theo nè. Thì để nè. Rồi, để nè. Để tính được thằng này các bạn nghĩ ngay hệ thức vi vs, hệ thức vi vs. Được chưa? Nhớ đề bài đã cho m lớn hơn 1 nha mọi người. Đề thức vi s bằng x1 cộng x x2 bằng trừ b chia chia a. Trừ b đâu ạ? À? Trừ trừ thành cộng nè, chia 1 khỏi chia bằng 2m trừ 1. B nè bằng x1 nhân x2 bằng c chia a. C nè chia a chia 1 khỏi khỏi chia. Ok chưa ạ? Rồi tiếp theo các bạn nhìn kỹ vào nha. Đề bài cho là m lớn hơn 1 nha mọi người. Lớn hơn 1 đó, em đề bài cho là m lớn hơn 1 nha. Ở đây là đề bài cho m lớn 1 nha các bạn. Rồi các bạn viết là biểu thức A nè. Đó, viết là biểu thức A. Đó là gì ạ?
2x1 bình cộng 2 lần x2 bình trừ 2 lần x1 nhân x2 chia cho x1 cộng x2. Thì các bạn nhìn kỹ vào đây. Ở đây nè, chung số 2 đúng không? Mang ra ngoài hết luôn cũng được. X1 bình cộng x2 bình trừ x1 nhân x2 chia cho x1 cộng x2. Và thầy cô các bạn có kêu các bạn học thuộc x1 bình cộng x2 bình là s bình trừ 2b không ạ? Nếu không thì các bạn cũng phải học thuộc giúp lợi. Được chưa? Vậy hai viết lại nè, đây là s bình trừ 2b. Rồi trừ thêm gì nữa ạ? Trừ b chia cho s nè bằng. Vậy mình sẽ rút gọn phân phối vào ra 2s bình trừ, đây là trừ 3 nè, nhân 2 nữa là trừ 6b phần s bằng. Sau đó các bạn rút gọn nè, bắt đầu rút gọn đâu à? Đây, trừ nè, thấy không ạ? Đây, xin lỗi, 2 nè, mở ngoặc nè, nhân 2m trừ 1, tất cả bình nè, trừ 6 nhân trừ m trừ 3 chia cho s nè là 2m trừ 1. Các bạn bước này cẩn thận nha, đừng để bị sai số và sai dấu nha. Rồi, thì các bạn thấy ở trên có 2 đúng không ạ? Ở dưới có 2, mình chia bớt cho 2 đi ạ. Còn lại là 2m trừ 1 tất cả bình à. Trừ cho 3 trừ m trừ 3 chia cho m trừ 1. Sau đó các bạn khai triển hằng đẳng thức này giúp đỡ. Đó là 4m bình trừ 2m cộng 1 bình trừ. Rồi, nhân phân phối vào vậy là cộng 3m cộng 9 chia cho m trừ trừ 1. Rồi, bằng nè, bằng giúp đỡ ra gì à? Phân phối vào là 4m bình trừ cho 8m cộng 4 cộng 3m cộng 9 phần m trừ trừ 1. Ok chưa? Và các bạn rút gọn đi ạ. Đây sẽ ra là 4m bình đây trừ trừ 5m cộng 9 phần m trừ 1. Các bạn kiểm tra lại xem coi là cộng trừ nhân chia coi có đúng không nha các bạn. Đúng chưa? Đó, thầy ghi ký hiệu nhìn khó hiểu quá. Ký hiệu nào khó hiểu cố gắng comment giúp lợi rõ ràng nha. Được chưa? Rồi. Vậy mình sẽ nè, lấy thằng này chia thằng này giúp lợi. Thiếu 4 đâu ạ? À, xin lỗi, đúng rồi nè, thấy không ạ? Các bạn cẩn thận giúp lợi nha. Đây là 4 nhân 9 là 13 nè, thấy không? Thấy chưa? Các bạn cố gắng cẩn thận giúp lợi nha. Đúng rồi, cảm ơn tất cả mọi người nha. Sau đó lấy bạn nhớ là kiến thức lớp 8 giúp lợi, lấy trên chia dưới. Đó. Lấy trên chia dưới, đây là kiến thức của lớp 8 nha. Lấy đa thức chia cho đa thức á. Thì thứ nhất các bạn sắp xếp nè, mũ 2 nè, mũ 1 nè, mũ 0 chia cho m trừ 1. Rồi các bạn nhìn cẩn thận nha, lấy bậc cao chia bậc cao, vậy là 4m bình chia cho m, rút còn lại 4m, viết 4m vào đây. Sau đó lấy 4m nhân cho thằng này, 4m nhân cho m trừ 1 bằng 4m bình trừ 4m. Viết thằng này qua bên đây và thêm dấu trừ giúp lợi, hay còn gọi là đổi dấu đó các bạn. Được chưa? Rồi lấy trên cộng dưới, đây mất nè, đây dưới đây còn lại là trừ trừ 1. Được chưa? À, trừ trừ 1 m. Rồi hạ 13 xuống, sau đó tiếp tục lấy đây chia đây. Được chưa? Đó, lấy đây chia đây, vậy là ra lại trừ m chia m, rút còn lại là trừ trừ 1. Đó, trừ 1, ok chưa? Đó, trừ 1. Sau đó lấy trừ 1 nhân cho cái đây, trừ 1 nhân cho đây, m trừ 1 bằng trừ m cộng 1. Sau đó mang thằng này qua đây thêm dấu trừ. Đó, đổi dấu đó các bạn. Chia cho. Rồi lấy trên cộng dưới. Được chưa? Lấy trên cộng dưới. Đây còn 10, 12. Và các bạn nhìn vào 12, cái bậc nó có nhỏ hơn bậc này chưa ạ? Rồi thì các bạn dừng lại. Vậy các bạn lại nhớ là kiến thức hồi cấp 1, số bị chia cho số chia bằng thương, cộng số dư chia cho số chia.
Được chưa? Vậy ta viết là cái đề nè. Viết là cái đề. Được chưa? Ký hiệu này là chữ A. Đó, chữ A. A bằng, A bằng nha mọi người. A bằng nè. 4M bình trừ 5M cộng 13 phần M trừ 1. Rồi, các bạn nhìn vào đây. Đây, thương nè. Đây là thương nè. Thương. Đây là số dư nè. Số dư nè. Đây là số chia nè. Đây là số bị chia. Vậy bằng thương nè. Là bằng 4M trừ 1. Được chưa? Cộng số dư là 12 phần M trừ 1. Số chia nè. Sau đó tiếp tục các bạn nhìn kỹ nha. Nhìn kỹ nè. Nhìn kỹ năng nha. Thì các bạn nhìn vào đây nè. Ở đây là M cộng 1. M trừ 1 đúng không ạ? Mà đây là 4M. 4M trừ 1. Thì các bạn nhìn kỹ nè. 4M trừ cho 4. Được chưa? Đó. Trừ cho 4. Tại sao trừ cho 4 à? Các bạn tiếp theo các bạn nhìn cái bước tiếp theo là các bạn hiểu lý do. Được chưa? Vậy muốn biết thằng này lúc đầu là 1 đúng, trừ 1 đúng không ạ? Mà ở đây giờ lên trừ 4 thì lấy thằng này trừ thằng này giúp lợi. Lấy thằng này nè. Lấy trừ 1 trừ cho thằng này giúp lợi. Được chưa? Trừ 1 trừ trừ 4 ra là cộng cộng 3 và các bạn để cộng 3 phía sau. Và cộng 12 phần M trừ trừ 1. Được chưa? Sau đó hai thằng này có chung em chung 4 nè. Mang 4 ra. Cộng 12 phần M trừ trừ 1 cộng cộng 3. Và đề bài cho điều gì ạ? M lớn hơn hơn 1. M lớn hơn 1. Thì đồng nghĩa điều gì ạ? M chuyển thằng này qua là M trừ 1 lớn hơn 0. Vậy thằng này lớn hơn 0 nè. Thằng này lớn hơn 0 thì ta dùng bất đẳng thức cấu cấu C. Đó. Cấu cấu C. Thì các bạn nhớ lại A, B lớn hơn 0. Thì ta có A cộng B luôn luôn lớn hơn bằng 2 lần căn A nhân nhân B. Được chưa? Vậy ta làm riêng cái chỗ này thôi nha mọi người. 4M trừ 1 cộng 12 phần M trừ 1. Hàng này lớn không nè. Hàng này cũng lớn không nè. Vậy lớn hơn bằng 2 lần căn 4 nhân M trừ 1 nhân 12 phần M trừ 1. Rút rút vậy hàng này luôn luôn lớn hơn bằng này luôn luôn lớn hơn bằng 2 căn đây nhân đây ra 40 48. Và các bạn bấm giúp lợi coi căn 48 ra bao nhiêu à. Căn 48 bằng 4 căn 3 nhân 2 nữa, vậy hàng này sẽ lớn hơn bằng là 8 căn căn 3. Rồi các bạn viết là cái biểu thức A. Đây các bạn viết là cái biểu thức A. A vậy bằng nè, viết là cái thằng này vào đây. Được chưa? Đó, mà thằng này mình đã có điều gì à? Thằng này nè, lớn hơn bằng bao nhiêu à? Lớn hơn bằng gì à? 8 căn 3. Vậy ở đây có thêm cộng 3 nữa, vậy lớn hơn bằng 8 căn 3 cộng cộng 3. Được chưa? Vậy A miên lớn hơn bằng thì là nhỏ nhất khi này nó bằng bằng 8 căn 3 cộng 3. Và khi và chỉ khi thằng này dấu bằng, thằng này dấu bằng, thằng này dấu bằng, thằng này dấu bằng thì đồng nghĩa bất đẳng thức câu si có dấu bằng khi nào à? Khi hai thằng này bằng nhau, AB bằng bằng nhau thì đồng nghĩa hai thằng này bằng nhau. Vậy tương đương 4M trừ 1 bằng 12 phần M trừ 1. Được chưa? Đóng ngoặc lại. Rồi, nhân chia chuyển với đổi dấu 4M trừ 1. Đây nhân đây ra bình nè, bằng 10 12. Nhân nè, chuyển qua chia, vậy là M trừ 1 tất cả bằng 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 bao nhiêu ạ? Bằng 3. Rồi, bình phương mất căn, bây giờ muốn mất bình thì lấy căn hay vế, vậy M trừ 1 bằng cộng trừ căn căn 3. Vậy tương đương M bằng căn 3 cộng 1 và M bằng căn 3 trừ 1. Sau đó các bạn kiểm tra hàng này có thỏa mãn M lớn hơn 1 hay không? Và kiểm tra hàng này có thỏa mãn M hàng này có lớn hơn 1 hay không. Hàng nào lớn thì các bạn nhận, còn hàng nào mà nhỏ thì các bạn loại nha. Ok không ạ?